Ok, bây giờ chỉ làm một quick update rất là nhanh cho các bạn, một thông báo rất cực kỳ nhanh thôi, chính là mình sẽ nói nếu sao mình không thể update một video nào trong cả tuần hôm nay, tuần này nhầm. Chính là mình thi được trên thờ biểu tuần từ thứ hai thứ sáu là mình thi. Mình thi được khá nhiều môn rồi, và ngày mai có tiếng Anh và hóa và ngày kia, vì thế thì nghĩa là mình sẽ dành rất nhiều thời gian cho hai cái môn đấy, vì khóa các bạn thực sự rơi bút phát mất gốc luôn. Thì nhưng mà mình sẽ bắt đầu làm video tiếp theo, làm nhiều video nữa, và tuần sau mình có rất khá là nhiều ý tưởng hay ho cho tuần sau. Tại vì tuần sau mình sẽ có một món hàng về này, mình có custom của mình này. Custom cái gì chắc các bạn sẽ biết đấy. Và một vài video game nữa, tại vì có khá là nhiều game mới hiện nay khá là hay, mình cũng rất muốn chơi. Thì đây là một không báo khá là nhanh thôi, mình chỉ muốn các bạn biết là update nó rất là nhanh thôi. Và để tuần sau sẽ có khá nhiều video mới hay và hy vọng các bạn thích. Thì mình sẽ hẹn bạn vào các video tiếp theo ấy. Bye.